Xin cảm ơn và kính chào quý vị đã đến với kênh youtube chính thức của Đài Phát Thanh và Truyền hình Hưng Yên. Chúng tôi luôn cập nhật những thông tin mới nhất, nóng nhất trong 24 giờ qua để gửi đến quý vị. Ngay sau đây là phần nội dung chi tiết. Bị cáo Chu Lộc Cơ, chồng Trương Mỹ Lan, Chủ tịch Hội đồng Quản trị Công ty Cổ phần Đầu tư Times Square cho biết, đến tận giờ phút này, dù hết sức bình tĩnh nhưng bị cáo vẫn không thể tin được gia đình lại vướng vòng lao lý. Ông Chu Lập Cơ nói, vợ tôi đang phải chịu trách nhiệm tất cả cho những sai phạm dù là nhỏ nhất, bị cáo cảm giác xót xa với người vợ khiến bản thân khó tha thứ cho mình. Theo bị cáo cơ, bản thân là doanh nhân nước ngoài, khi đến Việt Nam ông gặp bị cáo Trương Mỹ Lan và xây dựng gia đình, nghĩ rằng sẽ sống yên ổn, tuy nhiên vì có những nước đi sai lầm, gia đình phải rơi vào vòng tù tội với mức hình phạt bị đề nghị rất nghiêm khắc bị cáo chu lộc cơ trình bày tôi vô tình trở thành đồng phạm vô tình hay hữu ý cũng không thay đổi được gì chỉ mong hội đồng xét xử cứu xét cho vợ trương mỹ lan không bị tử hình cháu ruột trương huệ vân được giảm án để có thể lo cho gia đình tạo điều kiện cho các bị cáo khắc phục hậu quả vụ án Bị cáo Chu Lập Cơ mong hội đồng xét xử cho bị cáo hưởng mức án nhẹ nhất bởi quỹ thời gian không còn nhiều, chỉ có sớm trở về mới giúp vợ giải quyết hậu quả vụ án. Bị cáo xin hội đồng xét xử cho bị cáo cơ hội cứu vợ bởi chỉ có bị cáo mới làm được việc đó với những nỗ lực lớn nhất. Bị cáo cũng gửi lời xin lỗi từ con tim đến Trương Mỹ Lan vì để vợ đơn độc trên con đường kinh doanh đưa ra quyết định rủi ro, đồng thời hứa trước hội đồng xét xử sẽ dùng phần đời còn lại sắt cánh với bị cáo Trương Mỹ Lan để khắc phục hậu quả vụ án. Trong quá trình xét xử vụ án, sau khi đối đáp lần 2, Viện Kiểm sát đề nghị giảm án cho bị cáo Chu Lập Cơ từ 11 đến 12 năm tù xuống còn 10 đến 11 năm tù về tội, vi phạm quy định về hoạt động của ngân hàng, hoạt động khác liên quan đến hoạt động ngân hàng. Sau một tháng diễn ra, phiên tòa xét xử bị cáo Trương Mỹ Lan và 85 đồng phạm đã kết thúc phần tranh luận để bước vào nghị án. Kết thúc phần tranh luận, 78 bị cáo thực hiện lời nói sau cùng của mình – Vụ án có 86 bị cáo nhưng 5 bị cáo đã bỏ trốn và 3 bị cáo xét xử vắng mặt vì lý do sức khỏe. Bị cáo Nguyễn Cao Trí, cựu chủ tịch Hội đồng Quản trị Công ty Cổ phần Đầu tư và Quản lý Giáo dục Văn Lang, cựu chủ tịch Hội đồng Quản trị kiêm Tổng Giám đốc Tập đoàn Capella V là người cuối cùng nói lời sau cùng. Bị cáo này cho biết hết sức dai dứt ân hận trước hậu quả từ hành vi sai phạm của mình. Theo bị cáo Trí, Thời điểm bị cáo Lan bị khởi tố tạm giam, bị cáo chịu áp lực rất lớn khi phải tìm giải pháp để tách bạch sự liên quan của hệ thống doanh nghiệp của bị cáo với bị cáo Lan. Chính vì tâm lý hấp tấp cùng sự trùng lắp trong các giao dịch giữa bị cáo với bị cáo Lan mà đã khiến trí làm ra những hành vi sai phạm. Sau đó, bị cáo đã có nhiều kiến nghị để hoàn trả lại tiền cho Lan nhưng không được chấp nhận. Bị cáo trí cho biết bản thân mất gần 30 năm để xây dựng hệ thống công ty hoạt động thực chất, có sức ảnh hưởng trong nước lẫn quốc tế được chính phủ và lãnh đạo địa phương tặng thưởng nhiều bằng khen, ghi nhận các đóng góp về kinh tế, xã hội, đặc biệt trong đại dịch COVID-19. Bị cáo đề nghị hội đồng xét xử xem xét, đánh giá toàn bộ các tình tiết liên quan đến vụ án, trong đó cân nhắc đến các tình tiết giảm nhẹ, thân nhân, những đóng góp cho xã hội, các quan điểm bào chữa của luật sư bào chữa cũng như tình trạng bệnh chấn thương cuộc sống của bị cáo, để cho bị cáo mức án khoan hồng, cho bị cáo được miễn hình phạt hoặc mức hình phạt nhẹ nhất trong khuôn khổ pháp luật, để bị cáo sớm trở về chăm sóc cho gia đình, con nhỏ và điều hành hệ thống công ty tiếp tục cống hiến cho xã hội. Sau khi bị cáo Nguyễn Cao Chí nói lời sau cùng, chủ tọa phiên tòa thông báo ngày tuyên án các bị cáo dự kiến sẽ diễn ra vào sáng ngày 11 tháng 4. Sau gần một tháng thẩm vấn và tranh luận phiên xét xử đối với bị cáo Trương Mỹ Lan và các đồng phạm bước vào phần tuyên án, trước khi tòa nghị án, các bị cáo được nói lời sau cùng được nói đầu tiên bị cáo trương mỹ lan cảm ơn hội đồng xét xử cho phép bị cáo là người duy nhất đang phải đối diện mức hình phạt cao nhất được nói lời sau cùng trước khi tòa nghị án đồng thời bị cáo cũng gửi lời cảm ơn tới các điều tra viên cán bộ tạm giam đã quan tâm chăm sóc bị cáo vượt qua giai đoạn khó khăn vừa qua bị cáo cũng cảm ơn vị chủ tọa đã điều hành phiên tòa một cách dân chủ để bị cáo được trình bày về toàn bộ vụ việc bị cáo trương mỹ lan cho rằng đây là phiên tòa công bằng khách quan quyết định thân phận pháp lý của các bị cáo không kìm được xúc động bị cáo Lan bật khóc. Mỗi một ngày kết thúc phiên tòa, khi về trại giam tôi luôn dây dứt, tại sao tôi và gia đình lại lâm vào cảnh bi đát như thế này. Những ngày tôi ở trại giam, nhiều lúc tôi tuyệt vọng chỉ muốn chết, chết vì tức. Nhớ những ngày dấn thân vào thương trường, dấn thân vào hoạt động ngân hàng, một lĩnh vực mà mình không thông thạo. Những ngày đông giá rét ở miền Bắc hay cái nóng như đổ lửa ở trong Nam là những ngày tôi không ngủ được. Tôi nghĩ đến chồng và cháu tôi cũng đang bị tạm giam. Nghĩ đến tất cả các bị cáo ngày hôm nay bị thế này, nghĩ đến người thân gia đình, con gái tôi bị bệnh bại liệt sợ nó lại tái phát. Không giữ được bình tĩnh, bà Lan nhiều lần dừng nói, ông ngực bật khóc, khiến vị chủ tòa liên tục phải trấn an nhắc nhở. Tôi suy nghĩ rất nhiều, có lẽ bước mặt định mệnh dẫn đến việc tôi phải đối diện mức án tử hình hôm nay, vì tôi đã tin tưởng tuyệt đối nghe theo sự vận động của ngân hàng nhà nước để hợp nhất ba ngân hàng, trong khi tôi hoàn toàn không có sự hiểu biết gì về hoạt động này. Bà Lan tiếp tục. Bị cáo Lan cũng trình bày, suốt 17 tháng bị tạm giam vượt qua, điều khiến bị cáo đau đớn nhất là quá tin vào hy vọng thực hiện đề án tái cơ cấu SCB thành công. Gia đình, bạn bè, người thân, đối tác trong và ngoài nước của bị cáo đã đem tài sản làm mồ hôi nước mắt để đưa vào ngân hàng, đảm bảo cho khoản vay tái cơ cấu tại SCB. Trong suốt gần một tiếng nói lời sau cùng, bị cáo Trương Mỹ Lan, chủ tịch tập đoàn Vạn Thành Phát, kể về những đóng góp của bị cáo cho SCB và cho xã hội bị cáo chỉ thừa nhận trách nhiệm về hành vi vi phạm quy định về cho vay nhưng quyết không thừa nhận tội tham ô tài sản và được hối lộ. bị cáo trương mỹ lan nhận trách nhiệm với vai trò là một cổ đông lớn của ngân hàng với các vi phạm của scb nhưng bị cáo xin hội đồng xét xử không coi bị cáo là chủ mưu là nguyên nhân chính gây ra hậu quả của scb hiện nay bởi việc tái cơ cấu scb không thành có nhiều nguyên nhân từ khách quan tới chủ quan Bị cáo Lan nói, việc tái cơ cấu SCB không thành công khiến trái tim bị cáo rỉ máu. SCB là nơi mà bị cáo và gia đình, bạn bè trong và ngoài nước, toàn cán bộ SCB, cán bộ thanh tra giám sát ngân hàng nhà nước đặt niềm tin vào, mong muốn đưa SCB vương tầm ra quốc tế. Bị cáo gửi lời xin lỗi tới ngân hàng nhà nước, các cơ quan có thẩm quyền vì đã không thực hiện được lời hứa tái cơ cấu SCB. Bước mặt định mệnh mà tôi phải đối diện mức án tử hình hôm nay chính là ngày tôi tham gia vào sáp nhập ba ngân hàng yếu kém. Dù thời điểm đó tôi không có hiểu biết về ngành ngân hàng bị cạnh tranh không lành mạnh, bị cáo Trương Mỹ Lan nói. Bị cáo xin hội đồng xét xử xem xét, giảm nhẹ hình phạt, xin miễn trách nhiệm hình sự cho Chu Lập Cơ, Trương Huệ Vân, Dương Tấn Trước, Nguyễn Thanh Tùng, để dương tấn trước có thể xử lý các dự án còn gian dở và những người khác liên hệ với các nhà đầu tư tiếp tục hỗ trợ cho scb bị cáo trương mỹ lan vẫn không thừa nhận cáo buộc tội tham ô tài sản đưa hối lộ và mong muốn hội đồng xét xử nghe xem xét lời bào chữa của các luật sư lời bào chữa của bị cáo Bị cáo Trương Huệ Vân, tổng giám đốc công ty cổ phần đầu tư tập đoàn Vạn Thịnh Phát, cháu ruột bị cáo Trương Mỹ Lan, bị truy tố về tội tham ô tài sản là đồng phạm giúp sức cho bị cáo Lan chiếm đoạt hơn 1.088 tỷ đồng của Ngân hàng Thương mại Cổ phần Sài Gòn SCB. Được nói lời sau cùng, bị cáo Trương Huệ Vân cho biết, trong suốt những tháng qua, bị cáo đã học được nhiều bài học quý giá và những bài học quý giá nhất chỉ có thể học qua khổ đau. Sau tất cả, bị cáo sẽ cống hiến hơn nữa và trên tinh thần thượng tôn pháp luật, như câu nói không ai tắm hai lần trên một dòng sông. Bị cáo Vân trình bày, khi theo dõi lời sau cùng của bà Trương Mỹ Lan là cô của bị cáo, một người được mệnh danh là người phụ nữ không có nước mắt, tinh thần thép nhưng gần như đã tan nát cõi lòng khi đứng trước hội đồng xét xử. Bị cáo kính mong hội đồng xét xử mở lòng độ lượng, xem xét cho số phận pháp lý của cô bị cáo. Có thể cô bị cáo có những phương thức kinh doanh cá biệt, làm biến động tiêu cực, nhưng những gì bị cáo nghe trong suốt phiên tòa không giống như Trương Mỹ Lan mà bị cáo được biết. Bên cạnh đó, bị cáo Vân xin hội đồng xét xử cho cô bị cáo có cơ hội thoát khỏi cái chết trực chờ, dùng toàn bộ ý thức và nghị lực của Trương Mỹ Lan để giải quyết hậu quả vụ án. Trong khi đó, ông Chu Lập Cơ, chồng bà Lan khá bình tĩnh khi phát biểu lời sau cùng tại tòa. Ông Cơ cho biết, tôi là người nước ngoài duy nhất ở phiên tòa xin hội đồng xét xử xem xét mức phạt của tôi đến giờ phút này mọi việc đã xảy ra với tôi vợ tôi và gia đình nhưng tôi vẫn chưa tin điều gánh chịu dù không biết tiếng việt nhưng tôi cảm nhận rằng vợ tôi phải chịu mọi trách nhiệm cả việc nhỏ nhất ở scb cảm giác xót xa khiến tôi không thể tha thứ cho mình khi người vợ tào khang vướng vòng lao lý ông cơ tỏ ra ân hận giá như ngày ấy ông sát cánh và hiểu sâu hơn công việc của vợ thì ông đã can ngăn việc tham gia giải cứu ngân hàng có lẽ hôm nay gia đình ông không rơi vào cảnh tan tác thế này